Tôi làm cho bạn câu 5.1 được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tại Bà Rịa Vũng Tàu năm học 2022-2023, đề như sau: đốt cháy hoàn toàn 10 gam chất béo X cần dùng hết 0,75 mol oxy. Sản phẩm cháy được hấp thụ ở bình đựng nước vôi trong dư, thì thu được 50 gam kết tủa và dung dịch Y. Khối lượng dung dịch Y giảm so với nước vôi trong ban đầu là chừng này gam. Điều cầu chúng ta là tính giá trị của M. Như vậy chúng ta có như sau: chất béo của chúng ta gọi công thức chung là R trung bình COO tất cả 3 lần C3H5. Tại sao là R trung bình? Giải thích này. Bởi vì á, chất béo chúng ta đi từ nhiều góc axit, cho đó chúng ta gặp R trung bình. Để tới dụng oxy, số mol là 0,75 mol, tạo ra CO2 và H2O. Rồi, cái lượng CO2 này hấp thụ qua nước vôi trong dư thì thu được 53 gam tủa CO2 cộng cho CaOH 2 lần, tạo thành CaCO3 cái tủa màu trắng cộng cho H2O. Như vậy tại đây chúng ta thấy này, do nước vôi trong dư thì chỉ tạo ra tủa mà thôi. Khi đó mình sẽ có mol CO2 thì đúng bằng mol CaCO3 và bằng 53 chia 100, và đây bằng 0,53 mol. Để cho là gì? Khối lượng dung dịch Y giảm so với nước vôi trong ban đầu là chừng đó gam. Như vậy ta có M dung dịch giảm. Theo lý thuyết thì mượn dịch giảm sẽ bằng khối lượng tủa CaCO3 trừ đi tổng khối lượng CO2 và nước. Tương đương M dung dịch giảm ở đây là 20,68. Khối lượng tủa chúng ta là 53 trừ đi CO2 chúng ta là 44 nhân cho 0,53 cộng cho nước. Lưu ý ở đây nước chúng ta có hai phương trình, nằm ở phương trình 1 là phần cháy, nằm ở phương trình 2 là phần của CO2 tác dụng với CO2 lần. Ở đây nó sẽ nằm ở phương trình 1. Rồi, bằng 18 nhân mol nước tại phương trình 1. Từ đây em sẽ suy ra được mol nước tại phương trình 1 bằng bao nhiêu. Bằng 0,5. Đó, ok. Yêu cầu chúng ta là tính khối lượng chất béo. Khi chúng ta có khối lượng CO2 và khối lượng nước rồi thì chúng ta sẽ tính được khối lượng chất béo bằng cách chúng ta đi bỏ toàn khối lượng. Được chưa em? Bài này có nhiều cách lắm. Chúng ta đi bỏ toàn khối lượng. Khối lượng chất béo là M gam cộng khối lượng oxy là 32 nhân cho 0,75 bằng 44 nhân cho 0,53 cộng 18 nhân cho 0,5, và bạn tính cho thầy M bằng bao nhiêu. Gam. Rồi, có ý kiến gì về cái này không? Hãy làm chứ hả? B. Xà phòng hóa hoàn toàn 24,96 gam X bằng dung dịch NaOH. Tính khối lượng xà phòng điều chế được. Biết trong xà phòng khối lượng của muối axit béo chiếm chừng đó phần trăm về khối lượng. Đây, xà phòng hóa là phản hóa học giữa chất béo với NaOH. Tôi có này. Rồi,
Thì bạn hiểu như thế này. Ở đây người ta cho cái chất béo chúng ta là RCO tất cả 3 lần C3H5. Và cho khối lượng này. Yêu cầu chúng ta là tính khối lượng xà phòng thôi được. Xà phòng chúng ta là R trung bình COONa. Giờ muốn tính được thằng này thì em phải có khối lượng bon của thằng này. Hiểu vấn đề không em? Muốn giờ mình phải tính được bon này, mà muốn có bon thì người ta đi tính khối lượng bon. Hiểu vấn đề không? Rồi, sau đó khi có mol thằng này em chuyển qua mol của muối, tính được khối lượng muối. Mà người ta yêu cầu chúng ta là tính khối lượng đi à. Đây này, người ta kêu là khối lượng biết này, biết trong xà phòng khối lượng muối của axit béo chiếm 80% phần khối lượng. Để yêu cầu chúng ta tính khối lượng xà phòng. Cái đây là khối lượng của muối không nha. Khối lượng xà phòng thì sẽ lấy cái khối lượng này nhân cho 100 chia 80 nên là ra. Như vậy câu hỏi đặt ra ở đây là chúng ta đi tính cho thầy khối lượng mol của nó là bao nhiêu. Mà muốn tính khối lượng mol cũng dễ thôi. Lại B này. Điều cầu chúng ta là xà phòng hóa chất X bằng NaOH. Tính khối lượng xà phòng thôi được, biết trong xà phòng khối lượng muối của axit béo chiếm 80%. Như vậy để tính được khối lượng xà phòng thì em phải tính được khối lượng muối của axit béo tức là R trung bình COONa. Hiểu vấn đề không? Đó là điều thứ nhất. Cái thứ hai của chúng ta muốn tính được khối lượng thằng này phải đi tính mol, mà muốn tính mol thì phải có được cái giá trị khối lượng mol của chất béo. Hiểu vấn đề không em? Mà khi chúng ta tính được khối lượng mol của chất béo thì chúng ta tính được mol chất béo có chúng ta tính được mol của muối, mol muối có thì tính được khối lượng của muối, khối lượng muối có thì chúng ta sẽ tính được khối lượng xà phòng. Thế thôi. Hiểu vấn đề chưa? Do đó ở câu A này chúng ta làm theo cái bước là tính khối lượng mol nha thầy. Mà muốn tính khối lượng mol thì tại đây em sẽ đi bỏ toàn oxy. Mol chất béo X ở đây. Đấy nè. Thì chúng ta sẽ bỏ toàn oxy. Trong chất béo X này chúng ta có 2 oxy nhân cho 3 là 6 oxy. Cho nên chúng ta có 6 lần mol X cộng 2 lần mol oxy. 2 mol O2 bằng 2 mol CO2 cộng mol nước. Được chưa? Khi em tìm được mol x rồi thì khối lượng x đều đã có đây. Xin lỗi, khối lượng x đều đã có đây. Thì cái đó chắc chắn em sẽ tính được cái gì? Em sẽ tính được mol đúng không? 6 lần mol x cộng cho 2 nhân cho 0,75 bằng 2 nhân cho 0,53 cộng nước chúng ta là 0,5. Từ đây bạn tính cho thầy mol x bằng bao nhiêu đã? Không phải không một mol rồi. Từ đây em chịu khó tính cho thầy khối lượng mol của x luôn. Chúng ta lấy là 832 trên 0,01. Từ đây nó bằng 832 gam trên mol. Được chưa? Cái đó chúng ta làm ý B nó mới dễ hơn. Cái ý đó ý B chúng ta sẽ tính lại mol x, bởi vì khối lượng x bây giờ đã có sự thay đổi. Khối lượng x bây giờ là 24,96 chứ không phải 8,3 như ban đầu nữa. 24,96 chia cho 832 0,03 mol. Được chưa em? Rồi. Rồi khi chúng ta có mol của trời thì chúng ta nghe phương trình thôi. Chất béo chúng ta là R trung bình COO tất cả 3 lần C3H5. Chúng ta đi tới dụng với NaOH. Bản chất như sau. Bản chất là R trung bình CO này sẽ kết hợp với ONa để tạo ra muối.
Phần còn lại là C3, H5OH, tất cả 3. Chúng ta đi cân bằng phương trình này, 3 nao H và 3 muối. Rồi, số mol của chất béo đã có 0,03 mol. Thì mol nào H đây là 0,09 mol. Cho nên là 0,09 mol. Glycerol là 0,03 mol. Điều cầu chúng ta là tính khối lượng của để tính được khối lượng xà phòng thì em sẽ đi tính khối lượng của muối. Đúng không? Mỗi muốn tính khối lượng muối thì chúng ta dùng bảo toàn khối lượng. Khối lượng của chất béo ở đây người ta cho chúng ta là 24,96. Chúng ta cộng và cho khối lượng nào H là 40 nhân cho 0,09 sẽ bằng khối lượng của muối rồi trung bình COONa cộng cho glycerol M lớn là 92 nhân cho 0,03. Từ đây em sẽ tính được khối lượng của R trung bình COONa. Hai mươi lăm phẩy tám gram được chưa? Rồi bây giờ chúng ta có này, chúng ta hiểu như thế này, chúng ta có xà phòng. Xà phòng thì trong này có muối R trung bình COONa và hương liệu đúng không? Rồi, chúng ta nghe kỹ, xà phòng chúng ta chiếm 100%. Ở trong R trung bình COONa này người ta cho là nó chiếm 80% về khối lượng. Ví dụ mình thích mùi gì thì mình bỏ vô ha. Khối lượng của nó là 25,8 gam. Yêu cầu chúng ta là tính khối lượng xà phòng. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được khối lượng xà phòng sẽ bằng lấy 25,8 em nhân cho 100 và em chia cho 80. Bằng 32,25. Rồi các em. Và đây là những điều mà đề cung cấp cho chúng ta. Bây giờ đánh giá nhận xét về câu này như sau. Đây là một câu hỏi thuộc câu hỏi dễ, không phải khó em nha. Thầy hầu như thầy thấy cái đề Vũng Tàu 2022 2023 toàn là những câu rất là vừa tầm để chúng ta làm. Hương làm cái đề này dễ không? Không khó nhưng mà cả chuyên môn mà mình đang lựa chọn cũng dễ luôn. Bây giờ câu hỏi khó hơn đặt ra chúng ta đó là, để em nghe kỹ nha. Xà phòng hóa mg gam chất béo. Bạn lưu ý là trong bài này người ta đang thị phân m tố cháy hoàn toàn mg gam chất béo X. Tức là đây có một chất thôi, hiểu vấn đề không? Và khi chúng ta tính được khối lượng mol là bằng bao nhiêu rồi nhỉ? Khối lượng mol nãy mình tính ở đây là bằng 832. Và yêu cầu chúng ta là xác định công thức của chất béo và viết công thức cấu tạo có thể có. Nếu người ta cho như thế này thì bài toán này nó sẽ khó hơn nữa. À, bây giờ thầy chỉ cho bạn cách để chúng ta tính ra thằng này. Nghe đây. Chúng ta làm IC này. Xác định công thức cấu tạo của X và viết công thức cấu tạo. Bây giờ thầy làm theo bạn IC nữa, và IC này thì khó hơn. Như lúc đầu mình gọi cái x của chúng ta là gì? R trung bình COO tất cả 3 lần C3H5. Và nãy mình tính nó bằng 832 đúng không em?
Cái đó ta có 3 rồi trung bình. Gia tài đây. Cái đoạn này bao nhiêu? À, 44 nhân 3 cộng 41 173. Từ đây em tính cho thầy giá trị R trung bình bằng bao nhiêu? Thầy chạy tiếp. Hai trăm mười chín phẩy sáu sáu sắp xỉ 219,67. Để dèm cái kiến gì chỗ này không, để dặn tiếp. Rồi bây giờ nhiệm vụ của bạn như sau. Khi mình làm cái bài tập mà liên quan tới tìm công thức của chất béo thì bạn phải nhớ thầy quy tắc Paleo-Sté. Paleo-Sté là gì? Pa này, Li này, O này, Sté. Chất béo chúng ta có 4 chất béo thường hay gặp, đó là chất béo tripalmitin, chất thứ hai là trilinolein, chất thứ ba là triolein và chất thứ tư là tristearin. Đây là 4 chất béo hay gặp. Pa là C15H31, C17H31, C17H33, C17H35. Đây là quy tắc Paleo-Sté. Và đi thi chúng ta chỉ quanh quẩn 4 góc này thôi, không có hơn và cũng không kém nữa. Rồi, bây giờ chúng ta tính khối lượng mol C15H31 bằng bao nhiêu, tính giúp thầy. Ở đây thầy tính được là bằng 21. C17H31 235. Tiếp theo sẽ là 237. Và cuối cùng là 239. Cái kiến gì chỗ này không em ơi? Được chưa? Rồi bây giờ nè, bây giờ chúng ta thay để ý là giá trị trung bình của chúng ta là bằng bao nhiêu? 219,67 đúng không em? Hiểu vấn đề không? Như vậy chất béo chúng ta nè, chất béo x của chúng ta bây giờ có dạng nè, x nè, công thức đúng của chất x á, thì nó có dạng là r nè, r phải nè, r 2 phải nè, COO tất cả 3 nè, C3H5 nè, đúng không em? Được chưa? Cái đó mình có r nè, cộng r phải nè, cộng r 2 phải nè, sẽ bằng 832 trừ đi 173. Tính cho thầy bao nhiêu? 659. Được chưa bạn? Và bạn biết là trung bình chúng ta bằng chừng này. Điều này chứng tỏ là gì? Trong này sẽ có hai góc C15H31. Hiểu vấn đề không em? Từ đây mình suy ra được giả sử R trùng với R phải. Yeah. Thì đó chúng ta suy ra được là gì? R bằng R phải và bằng 211. Tức là đây là C15H bao nhiêu? 31. Như vậy để tìm được cái R 2 phải thì em sẽ lấy 659, em trừ đi 211 nhân 2. Vì bạn hiểu như thế này, trung bình chúng ta là 219,67 thì nó rất gần với 211. Như vậy trong này phải có ít nhất là hai góc C15H31. Hai trăm ba mươi ba thì nó sẽ là C17H33. Được em? Cho nên tôi sẽ ra được công thức cấu tạo của chất béo x bây giờ là C15H31, C15H31 và C17H33, COO tất cả 3 lần, C3H5. Có ai kiến gì không em ơi? Có ai kiến gì không? Rồi lưu ý như thế này, đây mới là công thức sơ bộ thôi. Và bây giờ công thức cấu tạo rõ ràng nè,
thì nó sẽ có như thế này. Đây, COO, COO, COO. Ở đây thầy ghi khác sách giáo khoa, lý do thầy ghi khác sách giáo khoa tôi sẽ giải thích cho bạn hiểu. Rồi bạn nghe kỹ nè. Ở đây chúng ta có hai góc C15H31, đầu tiên là hai góc này liền kề nhau. 15 31. C17H33, được chưa? Rồi chúng ta để như thế này. Có vị trí này nè. Hai vị trí này đối xứng đúng không em? Giờ đấy là khi chúng ta đổi cái C17H35 với C15H31 rồi C17H33 với C15H31 thay đổi vị trí cho nhau thì nó sẽ không xuất hiện cái mới. Như vậy bài này chúng ta có thêm một công thức cấu tạo nữa, đó là đưa C17H33 vô ở giữa là xong. C15H31, C15H31 đưa C17H33 vô là xong. COO, COO, CH, CH, CH. Cái kiến gì không em ơi? Hai công thức cấu tạo thôi. Cái kiến gì không? Rồi. Bây giờ bằng ngay ở khoảng là 99% các tài liệu thì nó sẽ ghi công thức chất béo như thế này. CH2, CH, CH2, OOC, OO, OOC, OOC. Đây là R, đây là R phẩy và đây là R2 phẩy. Tuy nhiên ghi như thế này thì bạn rất khó phân biệt axit và rượu. Do đó trong quá trình làm thì thầy đã đặt vào đây một chiếc gương. Khi đó thầy sẽ thấy như thế này, nó là RCOO. Sau gương thì bạn nhìn thấy ngược lại. Này. R phải COO. R2 phải COO CH2. Và cái lựa chọn này thì chúng ta sẽ tránh dễ dễ hiểu nhầm. Và đây mới là sự lựa chọn tối ưu. Được chưa? Không tin các bạn lên mạng các bạn xem thử này. Công thức cấu tạo chung của chất béo. Được chưa bạn ơi? Bạn thấy chưa? Ghi như thế này là sai nha. Ai mà ghi như thế này là sai. Ghi này đúng này. Ghi này là sai em nha. Lưu ý cái bài này ghi là sai. Đây đúng này. Được không ạ? Và thầy không thích cái kiểu ghi theo này rồi. Đây, cách ghi này mới là đúng đúng chuẩn. Bởi khi đó chúng ta không bị lẫn lộn. Còn ai mà ghi như thế này là bị sai này. Bây giờ đây đúng này. Nhưng mà ghi này thì nó không rõ bản chất đâu. Rồi, đối với câu hỏi này thì ngoài ngoài vấn đề yêu cầu chúng ta là tìm TM và tính khối lượng xà phòng thì thầy mở rộng cho bạn thêm hai ý nữa là tìm công thức cấu tạo. Bây giờ công thức cấu tạo và với công thức cấu tạo thì các bạn đã hiểu rõ hơn chưa, hiểu rõ hơn về chất béo chưa, có ý kiến gì về câu hỏi này nữa hay không? Hương, em là nhân vật chính của tỉnh này, em có hỏi gì không? Nếu thầy cho em như thế này em làm được không? Chắc chưa chưa đụng chưa biết đâu đúng không? Ừ. Rồi, bye tạm nha.